nam. Rồi. Dễ thương thôi, quá. Em gái giới thiệu cho mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Thị Duyên, năm nay 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là gia sư tại nhà, em dạy toán lý hóa cấp 2 ạ. Dạ. Đi làm gia sư ha. Mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi, hiện tại em đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc lái xe Grab 4 bánh à. Trước đây thì em làm công việc gì? Dạ, trước đây em đi bộ đội xong về học lái xe ra chạy taxi Mai Linh được 1 năm rồi sau đó gia đình mua xe em chạy Grab. Dạ. Em thấy mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu gì trong cuộc sống? Dạ, điểm mạnh là phụ giúp gia đình, ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu là ăn nhanh, em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Em sao, còn em thì sao? Em ăn rất là chậm, làm việc gì cũng chậm hết. Em mà đi tiệc á, em ăn là thế nào về nhà cũng bị đói à. Tại người ta ăn xong rồi em mới ăn. Bây giờ em hãy cho biết cái tình trường của em chút xíu đi. Trước khi em đi bộ đội em có quen một cô ấy, nhưng mà trong thời gian quân ngũ á thì cô ấy không chờ đợi em được, thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Dạ. Cũng còn nghiệm ta thời xuân xanh. Và tới bây giờ thì em vẫn đang độc thân. Có khi nào trên xe có cô gái đẹp rồi tâm sự chia sẻ với cổ không? Dạ không anh. Đối với em quan niệm rõ ràng, khách là khách, mình là mình. Kết thúc chuyến xe chào hỏi khách vui vẻ vậy. À dạ, cũng tốt ha. Rồi bạn gái, cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em đặc biệt là nói chuyện rất hợp với mấy người già, người lớn tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Và còn điểm yếu của em á ăn là chậm, làm việc chậm. Với lại mọi người nhận xét em là hung dữ và khó tính. Gì kỳ vậy? Chả cái gì cũng chậm chậm mà hung dữ khó tính chỗ nào? Em mà đi dạy bình thường em rất là hiền, nhưng mà bữa đó mấy đứa dặn là về nhà làm bài tập mà không làm là em nổi khùng lên, em chửi dữ lắm. Chửi thì sao? Cô dặn bao nhiêu lần rồi sao không làm bài tập về nhà? Rồi vậy sao học? Đó vậy thôi. Vậy đâu có gì đâu dữ vậy, mình răng đe học trò vậy, học trò mới sợ cô chứ. Mà mấy đứa nó sợ cô không? Dạ có. Sợ vậy là tốt. Dạ. Rồi học trò phải sợ mình dạy mới được chứ. Dạ. Cái đó không thành vấn đề đâu ha. À, mấy bạn nhận xét em dữ lắm. Vậy hả? Vậy chắc còn cái gì dữ hơn nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Tình trường thì sao? Em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình? Dữ. Sao cái mối tình 23 nào? 23 tuổi 4 mối tình là cũng dữ quá. Rồi đó. Mối tình sâu đậm nhất của em là 1 năm nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chắc quốc vậy, năm chưa gặp mặt lần nào sao gọi là mối tình? Dạ là thì yêu đồng ý quen rồi chị. Trên mạng á hả? Dạ, cái anh đó là anh của bạn em. Cái anh thấy hình, cái anh xin số điện thoại, anh làm quen xong rồi đồng ý quen. Rồi anh cũng hứa là anh vô đây đi làm. Cái xong rồi cuối cùng anh không vô, anh kêu em về quê. Nhưng mà ba mẹ em ở đây hết rồi nên em không muốn về quê. Chưa. Dạ. Gặp mặt nhau lần nào? Dạ đúng rồi. Không ở đâu lận? Dạ ở ngoài Thanh Hóa chị. Là chưa có vô đây lần nào hết? Thăm dạ, nhau chưa. Là chia tay luôn rồi? Dạ chưa. Trời ơi là trời, một mối tình. Rồi mối tình nào mà gặp mặt rồi mà sâu đậm nhất? Dạ mối tình cuối cùng. Cuối cùng? Gặp mặt rồi sâu đậm nhất là 3 tháng. Trời đất ơi, rồi làm gì trong 3 tháng đó được cái gì rồi? Gặp nhau được 3 hay 4 lần gì đó. Tại vì anh đó là làm trong quân đội, anh gọi là y như kiểu vô tâm á chị. Rồi cuối cùng là em kêu giờ anh quyết định đi, một là quen nữa, hai là chia tay. Anh chọn chia tay nên là em chia tay luôn. Trời đất ơi. Thôi bỏ qua đi em ơi. Nghe dạ, cuối cùng thấy buồn không quá. Có mối tình với em nào nó sâu sắc hết trơn á. Bạn nam hát tặng bạn nữ hoài cho nó sơm không khí lên coi. Bạn nữ tình duyên lận đận quá. Bắt đầu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa vời. Cảm ơn. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em trai? Đơn giản,
Chung thủy là một phụ nữ truyền thống, không màu mè, không cầu kỳ. Vậy thôi. Cao thấp mập ốm. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được rồi. Em có 1m50 anh ơi. Không sao đâu, anh bù cho. Anh bù gì được. Anh bù chiều cao cho. Cắt chân qua chị. Rồi còn gì nữa. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Trời ơi. Được. Cảm ơn em nha. Để qua anh coi coi đẹp không. Em chào anh Nguyên Linh. Chào em. Dạ. Cũng hơi giống giống. Rồi. Em gái, em có mẫu hình lý tưởng nào về người chồng lý tưởng của mình? Dạ, bố của em ạ. Bố của em ạ. Sao biết này giống bố em ta? Bố em thế nào? Bố em coi. Bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình. Bố rất là yêu thương gia đình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì... Anh quay lại. Anh xin lỗi. Không sao, không sao. Không sao, cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm là bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy em buồn lắm. Nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ có lần lúc đó em đang học 12. Bố mẹ cãi nhau định ly dị luôn. Em nói là giờ bố mẹ ly dị thì con nghỉ học, không đi học nữa. Sau đó là bố mẹ mới ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới quay lại. Tại vì mẹ nhiều lúc mẹ bố em đi làm xa, cái mẹ em hiểu lầm là bố em lăng nhăng hay này kia. Nhưng mà em biết bố em là người rất là chung thủy. Nhiều lúc bố không dám nói với mẹ, nhưng mà những buổi tối em với bố coi đá banh hay là coi tivi, coi phim hoặc là ăn cơm thì bố đều tâm sự với em. Bố nói là đôi khi mẹ hay làm quá vấn đề, nhưng mà thực ra là bố rất yêu mẹ nên là bố sẵn sàng bỏ qua, không muốn nói. Tại vì nếu nói ra thì gia đình sẽ có cãi vã và không ấy lại được. Tại vì lúc nóng giận thì mình nói ra những lời á, có thể gây tổn thương đối với người khác. Và em muốn một người yêu của em giống như bố em, tức là chung thủy và sẵn sàng nhường nhịn, bỏ qua như là bố em đã bỏ qua cho mẹ em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chàng trai thấy được không? Được đó anh. Được đúng không? Dạ. Rồi mình có thể hỏi thăm ý kiến người thân cái đã. Khoan cho em qua coi chàng trai bên kia cái đã, đang còn xúc động với câu chuyện của cô gái nè. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chị hỏi anh coi có uống rượu hay là thuốc gì không? Em không có chịu được mùi thuốc, tại vì nhà em không ai hút thuốc hết. Chào chị. Rồi chào em. Đó, em nghe câu hỏi của bạn gái rồi đó. Dạ. Em trả lời đi. Em thì từ nhỏ đến lớn là thuốc men, rượu chè là không bao giờ em nghiện ngập bất cứ một thứ gì. Đặc biệt là em tài xế nữa, khi đã lên ôm vô lăng là không bao giờ, dù có nể nang lắm hay là có đi tiệc tùng với khách khứa mời em vô em ăn một miếng hai miếng là xong, em đứng dậy em chào về. Rồi vậy tốt rồi ha, yên tâm rồi ha. Còn gì nữa không? Dạ cao. Ngoại hình cao trên 1m7 đi. Cao. Tại nhà anh này em cao. Ai cũng cao hết á. Anh này cao em luôn ạ. Rồi gì nữa? Dạ nói chung biết quan tâm gia đình như ảnh nói là được rồi. Em có định sau này em phát triển kinh tế, em làm gì thêm để tăng thu nhập khi mà có vợ có con không? Dạ em cũng dự định mở một quán cà phê rang xay á tại nhà. Rồi nếu mà lấy vợ về cho vợ phụ giúp, bạn bè em cũng đông nữa. Là mình sau này lập gia đình là mình sẽ ở với ba mẹ luôn đúng không em? Dạ, làm dâu đúng không? Sao cũng được chị, ba mẹ cũng chia đất cho ba chị em trong nhà, ai cũng có phần hết rồi. Thì nói chung là vợ chồng tự lực đó, thì có đất sẵn đó thì tự đó mà làm nên sự nghiệp thôi. Rồi ok, chị thấy vậy là cũng ổn định rồi đó. Cặp này chị thấy được. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai bạn thân ạ. Chào hai anh Si. Dạ chào cô. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cách Tường. Chào quý vị khán giả cô. Chào bạn trai bên kia. Chào cô. Cô thấy là bạn trai bên này thì cũng hiền, tính cách cũng được. Thì hai con mà thấy có duyên thì hãy cho nhau cơ hội trên hết. Dạ, anh cảm ơn ạ. Vâng, cô. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ và em trai. À, có ba nữa, dạ. Có mẹ nữa. Rồi, chào, chào cô chú. Con chào cô chú. Vâng, xin chào chương trình và chào... em chị Quyền Linh, chị Cát Tường. Yeah. Nói chung ở nhà thì tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Tôi gốc của bác là người Nghệ An. Cho mình đi năm 82, năm 90 là ở Đông Nai, lên đây được 5 năm rồi. Nhờ chương trình đây là gọi như để hai cháu gặp nhau, đấy là cái duyên rồi.
thì hai cháu cứ cho cơ hội nhau là bấm nút thì ta tìm hiểu từ từ. Thì bên này khuyết điểm cái này thì bổ sung bên kia nhá. Bởi vì mình tìm ở ngoài đời nó khó lắm. Được cái này mất cái kia rồi là giá cảnh người này người nọ khác kia tên thì mong hai con nó bấm nút rồi là họ hẹn tìm hiểu tiếp. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai bé gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi. Wow. Mang đến có món quà tặng em. Dạ. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. À. Đó là xe mô hình thôi. Vậy thôi hả, chứ có gửi gắm gì vô cái chiếc xe đó tặng cổ không? Thì mỗi khi em lái xe trên đường thì bạn nữ nhìn vô chiếc xe là biết em. À, anh có thấy trên bó hoa của em có gì đặc biệt không ạ? Rất đặc biệt luôn đó, nhìn kỹ đi. Cái gì? Nhìn hoa. Trời ơi, ông nhìn cái hoa mà ông không thấy gì đặc biệt hả? Nó có hoa gì ở trỏng? Có. Đây nè. Trời ơi. Hoa hồng nè. Hoa hồng à. Rồi các loại hoa nè. Đó, rồi có cái này đó. Cái này là cái gì nè? Xà lách anh. Xà lách anh. Rau xà lách anh. Rồi, rau xà lách. Dạ. Xà lách bắp cải gì đó. Cái này là gì? Cái đó là dưa hấu hay sao? Cà rốt. À, cà rốt. Cà rốt. Dạ. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Mày hỏi cô ý cái hiểu ý nghĩa không? Ý nghĩa em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À, là ăn chay á hả gì? Thì hỏi cổ đi chứ sao chị biết được. Ý là ngoài tình yêu ra thì chúng ta phải chăm sóc một cái vườn rau cải trong gia đình ha. Hay là cho dù đẹp cách mấy nhưng cũng phải có cái ăn được. Có thật mới giật được đạo. Ước mơ sau này của em á là có một vườn rau, trồng rau, trồng hoa. Và ước mơ lớn nhất mà trước giờ chắc bố mẹ không biết đâu là em muốn mở một cái nông trại trồng rau. Nên là em muốn tặng bó hoa này mang ý nghĩa đó thôi. À, trồng quả hồng thì khó chứ trồng cải xà lách đơn giản mà em. Đơn giản đúng không anh? Yeah. Không, em trồng nhiều loại hoa lắm, em thích trồng nhiều loại lắm mà. Tại vì ở nhà em thì cũng là vào đây đi lập nghiệp thôi, nên là chỉ có đủ đất để xây nhà thôi à. Em chỉ trồng thêm rau thôi chứ không có trồng hoa. Rồi, hai đứa nói chuyện rồi. Đi về rau củ quả gì để sau đi. Chút cô xào như thế này cho. Em thấy anh sao? Nếu mà qua cách nói của anh á, thì em thấy anh là một người quan tâm gia đình giống như em. Tại vì em quan niệm á, là gia đình là nhất. Quận 9 với Bình Dương sát nhau mà, em ở Bình Dương chỗ nào? À, em tuốt ở trên Bầu Bàng lận. Mà cái hướng nhà em là quốc lộ 13 đi thẳng đúng không? Không, không, không. Hướng nhà em là hướng lên Dầu Tiếng. Cái hình như là đường DT749. À. Em nhớ là vậy mà em cũng hỏi đường rõ. Sao đi. Vô chuyện tình yêu đi. Nãy giờ nói rau củ quả với đường không à. Nếu như em có vợ thì em sẽ làm lo lắng gì cho vợ? Thì quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi phụ vợ làm việc nhà đồ. Còn vấn đề con cái thì vợ lo. Hả? Sao vợ tự lo được? Anh thì, cũng phải phụ chứ. Thì cũng phụ một phần nào đó thôi. Phụ được cái gì phụ thôi chứ còn dạ. Anh không có quan niệm cái gì hết. Dạ, nói chung là em thì nghĩ là trong gia đình á thì ai cũng làm được hết, nam cũng như nữ, chồng cũng như vợ, thì ai cũng phải chăm sóc con, gần gũi con. Tại vì khi nó lớn lên á, mà cái mà bố mẹ mình thể hiện á, mình làm sao á, là nó học y chang vậy à. À, lúc vợ sinh thì em làm gì? Em sẽ phụ giúp mọi công việc có thể. Ví dụ? Ví dụ như chợ búa rồi đi mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết. Rồi khi con khóc hay là con gọi là đáy dầm á, thì anh làm sao? Anh có thể thay tả cho con giúp em không? Có, anh có thể làm được.
Chỉ có đẻ cho em là anh không làm được thôi. Em nói chốt vô một câu vậy đi, cái gì anh cũng phụ em được hết á. Cái gì anh cũng phụ được đó, cho nó dứt khoát rõ ràng. Ở nhà em á, lên chỗ anh chắc cũng phải hơn 2 tiếng. Thì một tuần anh có thể lên thăm em bao nhiêu lần? Khoảng cách xa gần anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thật sự. Tại vì khi em yêu em hay tin tưởng người ta dữ lắm. Chia tay mới phát hiện ra người ta có người khác. Không, yên tâm đi. Anh tin em này. Em thấy tính cách nãy giờ không? Rất là nhút nhát. Đây mới là người chung thủy nè. Dạ. Vấn đề là tình yêu có đủ thăng hoa để nhớ nhau, để yêu nhau, để đến với nhau hay không thôi. Em nhìn cô gái đi. Em thấy có rung động gì với người đối diện không? Dạ, có anh. Em thích cô gái không? Em thích mẫu người như này. Thích điều gì ở cô gái ấy? Sống giản dị, tình cảm. Trên gương mặt cô ấy thích gì? Phúc hậu. Thích nụ cười không? Có. Bên đây đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bước tới được em gái? Dạ, khoảng 1 năm đến 2 năm. Khoảng 1 năm, được ha? Dạ, được. Bố em đồng ý đâu mà. Và bây giờ nhắm mắt lại cho các bạn. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không em? Có bấm không em? Có. Mời em gái. Thôi nắm tay nhau đi nè. Quay cái này ra cho nó đẹp nè. Bây giờ xin phép đi. Nào. Xin phép cô cho con được hôn em. Đó, gật đầu đó. Thấy được không? Được. Thấy lòng mình nó gọi là rung động không? Rung này, động. Chàng trai này hiền lắm á nha. Cố gắng giữ lấy nha, anh ấy thật tình lắm đó. Dạ. Đây. Rồi chào anh, đây là buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Bây giờ anh giới thiệu họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp của anh cho tụi em biết ha. Rồi mời anh ạ. Em là Nguyễn Văn Tài, năm 1989. Hiện cái tại gì là anh? Đang... Mạnh Tài hả? Nguyễn Văn Tài. Văn Tài, dạ. Rồi, Nguyễn, Văn, à. Nguyễn, Nguyễn Văn Tài á. Nguyễn Văn Tài, rồi. Nguyễn. Nguyễn Văn Tài. Dạ. Năm 1959. Ừ. 99 được. Hả Tài? Sinh năm 1989 ạ. Dạ 89 rồi. Rồi anh nói về công việc của anh xíu đi anh Tài, anh làm công việc gì? Hiện tại em đang giám sát cho một trong khu công nghiệp á, cho một công ty á. Công ty nào anh? Và công ty đó làm cái gì? Công ty sản xuất mắt kính Hồ Gia Lên. Ừ. Là mình làm giám sát. Rồi. Đúng rồi. Ừ. Rồi hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc ở đâu? Quê quán của mình như thế nào? Quê quán của em là ở Nghệ An, Quỳnh Hương, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện tại đang làm việc ở Bình Dương. Ừ. Rồi mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình, tình trường của mình đi ha anh Tài ha. Điểm mạnh đó là hòa đồng, vui vẻ. Còn hơi nhút nhát một tí. Ừ. Rồi về tình trường thì như thế nào anh? Anh có mấy mối tình rồi? Anh đã kết hôn hay chưa? Như thế nào anh trình bày giùm em nha. Em cũng đã từng kết hôn rồi. Nhưng mà đã thôi được 3-4 năm rồi. 5 năm rồi. Ừ, anh ở với nhau với vợ bao lâu? Rồi có con hay không? Mình chia sẻ cụ thể giùm em đi. Mình ở với vợ được 2 năm. 2 năm thì có đứa con gái. Thì sau đó là vợ cái gì là vợ nuôi. Ừ. Còn mình có chu cấp hay gì không anh? Một tháng bao nhiêu tiền? Chu cấp thì một tháng có thì 1-2 triệu gì đó. Ừ. Và con anh giờ đang ở với mẹ là ở đâu? Con đang ở với mẹ.
Là ở quê hả hay là ở trong đây luôn? Ở quê. Mình chia rồi mình chia sẻ rồi sau khi mà ly hôn mà vô đây thì anh có quen thêm ai không? Dạ chưa. Là mình không tìm hiểu thêm ai luôn ha anh? Không tìm hiểu, nói chung là có quen một vài người thôi nhưng mà cũng nói chuyện vậy thôi chứ không phải là quen chính thức, nhưng mà cũng không nên đi đến đâu cả. Lý do vì sao anh không có tiếp tục tìm hiểu những người đó? Tại vì tiếp người mình là một người truyền thống nên là cũng thích cái người truyền thống hơn. Còn mấy cô đó hiện đại quá hả? Nói chung là chưa gặp được từng đối tượng. Giờ đối tượng của anh như thế nào phù hợp với anh? Anh chia sẻ cụ thể giùm em về ngoại hình, tính cách, về công việc, quê quán. Về ngoại hình thì nói chung là cao trên 1m55 là được. Với lại anh cao mét mấy? 1m68, 1m7. Rồi cao trên 1m55 rồi, tiếp tục đi anh. Với lại về tính tình thì vui vẻ, hòa đồng. Về quê quán thì ở miền Trung càng tốt. Đó anh lấy vợ ở đâu? Cũng quê ở Nghệ An. Bây giờ lấy vợ cũng quê quán miền Trung luôn. Rồi ok. Rồi còn gì nữa không anh? Công việc như thế nào? Ví dụ người ta cũng ly dị, đang nuôi con, anh chấp nhận không? Cũng nói chung là bên đó người ta chấp nhận là được. Và anh vẫn chấp nhận người ta nuôi con luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi độ tuổi như thế nào anh, công việc ra làm sao? Mình cái này là mình, anh cũng coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha, thì mình cũng phải chủ động để chia sẻ câu chuyện của anh cho tụi em biết, chứ tụi em đâu biết câu chuyện của anh đâu, nên mình phải nói, mình phải chia sẻ ha. Chứ mà em hỏi từng câu từng lời như vậy thì cũng khó cho anh để lọt vào vòng trong á. Thì nãy giờ có chia sẻ hết mà. Thì đúng rồi, nhưng mà em phải hỏi anh mới nói không à. Bây giờ anh chia sẻ thêm đi, anh không có ba điểm nào anh không thích ở người phụ nữ? Em ăn diện quá với lại ăn chơi quá vậy thôi. Còn phụ nữ thì nói chung lo cho gia đình là được. Rồi anh có sở trường hát hò múa, nhảy múa thể thao gì không anh? Không. Rồi ví dụ như lên sân khấu, anh cũng biết là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ có cái tiết mục là hát tặng nhau á, thì bây giờ anh không hát thì anh làm gì để tặng bạn nữ? Nói thôi. Tặng quà cho bạn nữ. Nói thôi, nói như thế nào anh? Ví dụ như cô, ví dụ bạn nữ ngồi đứng đó thì anh nói làm sao để bạn nữ, thuyết phục bạn nữ để về bấm nút chọn anh? Nói chung là mình lên đây là một cái duyên gì đó, rồi cố gắng có thể tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Người bên nói vậy. Rồi anh còn yêu cầu gì ở bạn nữ nó không anh? Không, chỉ nói chung là biết lo cho gia đình rồi vui vẻ hòa đồng là được. Còn về công việc thì cũng không cần phải làm gì nó giỏi giang đâu. Rồi thì nếu như mà anh không có yêu cầu gì thêm thì buổi casting của anh đến đây tạm dừng ha anh ha. Thì nếu như mà anh đọc vào... Rồi nhìn thẳng vô camera điện thoại giùm chị nè. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình đi. Họ, tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của em nha. Em thì là tên là Nguyễn Văn Phủ anh. Em sinh năm 1998, em người người ta lấy xe. Quê của em ở đâu? Em làm lái xe ở đâu? Em quê ở Nghệ An ấy, Thanh Chương Nghệ An ấy. Em lái xe của nhà xe của em ấy. Xe của gia đình luôn hả em? Dạ. Mà rồi em ở Nghệ An như vậy rồi ghi hình rất là xa, trong thành phố Hồ Chí Minh em có vào được không? Dạ thì em có thể là nếu mà có thời gian sắp xếp thì em cố gắng sắp xếp để đi ạ.
Rồi nhờ em là sinh năm 98 rồi còn trẻ như vậy nè, rồi cái công việc nó đã ổn định chưa? Em làm lái xe như vậy thì thu nhập như thế nào? À, cái này thì em lái xe nhưng mà em bên về mảng kinh doanh á chị. Kinh doanh gì em? Em kinh doanh vật liệu xây dựng rồi. Rồi, con nói chung là kinh doanh vật liệu xây dựng là của gia đình luôn, xong rồi có xe chạy thì chở cái vật liệu này đi giao cho người ta đúng không? Đúng không? Dạ, đúng rồi đấy. Ừ, rồi em làm như vậy thì cái thu nhập của em như thế nào? Nói chung tính trung bình thì một tháng tầm khoảng nói chung từ trập ví dụ vô thì một tháng khoảng 30 triệu vô. Ừ, rồi ok, bây giờ em nói về bản thân em một xíu đi Phú, những cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào ha, và tình trường của em ra sao? Dạ thì em thì cũng vui vẻ hòa đồng ấy, còn các cái địa điểm của em là kiểu hay đi công trình vì các cái khách hàng như vậy ấy, cũng có thời gian để đi chơi các kiểu ấy, nên cùng kiếm phí là đấy, bởi vì là em đi 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 học xong là đi làm luôn, chứ là cùng cùng cũng có thời gian để mình đi chơi này nọ chứ ấy. Ừ, vậy thì trước giờ yêu mấy cô rồi, quen bao nhiêu bạn gái rồi? Em chưa có yêu cô nào cả. Là còn trong trắng trinh nguyên luôn đó hả? Yeah. Thì Là em cũng thấy trên mạng em nhắn tin đăng ký vui vui chơi chơi để chứ không có gọi ý định đi đâu. là gì vui Chứ vui chơi chơi? thì chợ thấy bạn mình hẹn hò thì cũng thấy vui vui hay hay thì Ừ. đăng ký đấy, chứ không gọi là chứ không phải là ý định đấy chứ ấy, chứ không xem cái Làm sao giờ cuối cùng là bây giờ là có nghiêm túc để tham gia hay không, hay là chỉ nhấp vô vui vui chơi chơi vậy thôi? thì cũng có chứ. Ừ. Rồi nếu mà em mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái như thế nào để phù hợp với em? Thì cũng em nghĩ đơn giản thôi, cũng bình thường vui vẻ hòa đồng, tính toán được chịu rồi được, là em đơn giản thôi. Rồi tuổi tác rồi vùng miền của bạn gái ở đâu em? Em mong muốn đó có người ở bạn ở cùng án ấy, vì tuổi tác thì sinh năm 2000, vì 2001 là được. Ừ. 2000 là đẹp nhất, 2000 hoặc 99. Ừ, trời em ở Nghệ An bao nhiêu năm em còn chưa kiếm được bạn gái nữa, bây giờ tham gia chương trình là chỉ bạn gái ở Nghệ An mới được hả? Bạn gái đang làm việc trong Sài Gòn được không? Sài Gòn xa quá. Ừ, rồi coi như là cái cơ hội của em nó bị thu hẹp lại á, chỉ mỗi ở Nghệ An thôi và rất là ít nha. Hoặc là có thì là tuổi người ta rất là lớn, cho nên cơ hội của mình rất là ít luôn Dạ. á. Ừ. Rồi ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 ha, cũng như là Dạ. có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho em những cái bước tiếp theo nữa khi mà em. Mời em giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình đi em. Dạ em ở quê em ở Hậu Giang. Em làm bên quản lý bảo vệ. Em tên gì? Nguyễn Thanh Vũ. Vũ, em sinh năm mấy? 1986. Rồi, mình làm quản lý bảo vệ lâu chưa? Dạ lâu rồi chị. Mấy năm rồi? Dạ được 3-4 năm rồi. Ừ. Rồi mình ở là quê mình là ở đâu, nãy em nói ở đâu? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ ở Hậu Giang. Hậu Giang là đang sống chung gia đình ở Hậu Giang luôn hay sao? Dạ. Rồi em nói cho chị nghe về cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em nha. Dạ. Của em thích những người phụ nữ mà đằm thắm, nết na, ăn nói chững chạc, sống hòa đồng. Em được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hồi trước em cũng có quen một bạn gái mà thấy cũng quen cũng được đâu hơn năm, thấy không hợp rồi chia tay. À, không hợp là không hợp gì em, kể cụ thể ra cho chút giùm chị. Em đi làm mà tại cái người của người phụ nữ em quen á hay có tánh cờ bạc rồi em không chịu. Cờ bạc rượu chè hả? Đi cờ bạc rồi qua bên casino tài xỉu rồi đó, rồi em nói hoài mà không chịu bỏ, rồi em không thích em chia tay. Rồi còn quen cô nào nữa không ngoài cô đó? Dạ không, À, là rồi em em vào chưa làm từng tới
À, chưa có từng kết hôn, chưa từng kết hôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi, à, bây giờ ở đó làm thì bảo vệ đó là bảo vệ cho gì, công ty hay sao? Dạ. Em làm cho công ty gì? Công ty toàn toàn cầu Chí Dũng. Ừ. Rồi không có mấy cô nào làm ở trong đó phù hợp hả? Nói chung là trong tại vì em không có ở cố định, kiểu như em chạy vòng vòng, em ví dụ như em lại chỗ quán này em coi coi nhân viên mình làm sao rồi xong cái đầu chạy đi chỗ khác, cứ chạy xanh quanh tối ngày, chạy lòng vòng vòng theo mấy cái chỗ mà mục tiêu, mấy chỗ mà mấy bạn làm á chị. Ừ. Ừ rồi, thôi bây giờ em thích tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ em thích người mẫu người bạn gái là ăn nói chững chạc, sống hòa đồng, thì mỹ nết na. Ừ. Gì nữa? Dạ. Rồi quê quán ở đâu được? Dạ nói chung là quê quán em cũng không có quan trọng mấy đâu, ở đâu cũng vẫn được, mà nếu mà biết cuộc sống sống biết trước biết sau là được rồi, chứ còn quê quán ở đâu em cũng không có quan trọng mấy. Rồi cái cô đó em cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Rồi cái cô đó bây giờ em dạ. Lớn tuổi hơn em được không? Được. Rồi cô đó ly hôn được không? Dạ được. Gì cũng được vậy. Cái nói chung là em mấy cái những trường hợp đó em cũng không có quan trọng mấy, chủ yếu là sống cuộc sống biết kẻ lớn người nhỏ, biết trước biết sau là được rồi, với chỉ là lo làm là được rồi, chứ đừng có mà kiểu như em không thích những người mẫu người phụ nữ mà đứng đứa này trong đứa nọ, em không thích mẫu người phụ nữ như vậy. Rồi, ok, nếu mà được chọn thì bên mình sẽ liên lạc rồi nói chuyện thêm nha. Chứ bây giờ không có thấy mặt mũi gì hết trơn. Dạ, mà như vậy rồi nữa rồi làm sao em biết đường đi chị? Thì khi đó thì mình sẽ có cái địa chỉ thì bạn tự bạn lên, có nghĩa là mình lên Sài Gòn để ghi hình được không? Dạ. Mình lên Sài Gòn được không? Dạ, hiện tại giờ em đang ở quận 12 mà. Ủa rồi đang ở quận 12 thì dễ mà sao hỏi mà không biết đường là sao? Tại hồi đó giờ em cũng chưa có tham gia chương trình này, em không gành cái nói chung cái bữa nay nè, bữa nay chỉ là một cái bữa mà mình nói chuyện phỏng vấn sơ lược thôi. Rồi nếu mà em được chọn á thì ở bên chương trình mình nó sẽ hướng dẫn em thêm nha. Dạ.